Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 2 tháng 11. Thưa bà con, do ảnh hưởng của đới gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình, nên hôm nay suốt dọc các tỉnh thành từ Thanh Hóa cho tới tận Bình Thuận đã có mưa rào và dông trên diện rộng. Lượng mưa trong 24 giờ qua tính đến 13 giờ ngày hôm nay nhiều điểm đạt mức khá, như Kỳ Anh là 95,4mm, tại Ba Đồn 93,8mm, Tuyên Hóa là 85,4mm, Quảng Ngãi 85mm và tại Hoài Nhơn là 95mm. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết khu vực có sự phân hóa. Ngoại trừ các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An thì trời khô ráo, ban ngày có nắng nhẹ. Còn lại, các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho tới Bình Thuận thì vẫn duy trì trạng thái có mưa rào và dông. Tuy nhiên, vùng trung tâm mưa nhiều sẽ có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía Nam và tập trung từ Huế cho tới Khánh Hòa, với lượng dao động từ 30 đến 60mm một ngày. Thưa bà con, trong nhiều nơi tại Trung Trung Bộ thì những ngày qua đã làm cho các yếu tố môi trường ao nuôi tôm thay đổi đột ngột. Nước mưa thì cuốn trôi phèn từ bờ ao xuống ao nuôi tôm, làm độ pH bị giảm, nhiệt độ phân tầng. Từ đó làm cho tôm nuôi bị sốc môi trường và sức đề kháng thì bị yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho một số loài vi khuẩn virus gây bệnh phát triển và lây lan nhanh. Vì vậy, để chăm sóc tốt cho tôm nuôi thời gian này, bà con nên áp dụng tổng hợp các biện pháp như sau. Gia cố bờ bao, cống tại các ao nuôi thủy sản. Nếu như không đắp bờ đê thì bà con nên dùng lưới có kích thước mắt lưới phù hợp để bao xung quanh ao. Cần kiểm tra lưới mỗi ngày để khắc phục trường hợp rách chống chân lưới gây chất thoát tôm ra ngoài. Bà con nên hạn chế thay nước cho ao nuôi thủy sản trong thời điểm này để ngăn ngừa mầm bệnh có thể vào ao nuôi. Bên cạnh đó, ngoài ra bà con lưu ý bổ sung thêm vitamin C vào thức ăn để giúp cá tăng sức đề kháng. Cùng với đó, bà con sẽ cần phải theo dõi hoạt động tôm cá hàng ngày để kịp thời xử lý các trường hợp như môi trường thiếu oxy, tôm cá bị nhiễm bệnh. Còn bây giờ quay trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực Bắc Bộ. Do nằm trọn trong khối không khí có tính chất lạnh và khô, nên đêm nay và sáng sớm ngày mai, toàn khu vực Bắc Bộ trời sẽ phổ biến là ít mưa. Cùng với đó, quá trình phát xạ nhiệt tiếp tục diễn ra, nên nhiệt độ thấp nhất dao động từ 17 cho tới 19 độ, vùng núi thì thấp hơn từ 12 cho tới 14 độ. Sang ngày mai trời giảm mây và có nắng, nâng mức nhiệt khu vực lên ngưỡng 25 cho tới khoảng 28 độ. Tuy nhiên thì từ chiều tối đêm mai, khối không khí lạnh bắt đầu bước vào quá trình suy yếu và lệch đông. Chính vì thế trường gió đông bắc sẽ dần chuyển sang đông và tới đông đông nam và đưa thêm hơi ẩm nhiều hơn vào đất liền, khiến cho khu vực Đông Bắc Bộ trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, kèm theo đó là sương mù nhẹ rải rác và mưa nhỏ cũng sẽ có khả năng xuất hiện ở một vài nơi. Ở phía nam đất nước, mưa rào và dông sẽ tăng lên trên diện rải rác tại khu vực phía Nam Tây Nguyên và toàn bộ các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Trong đó, ven biển và miền Tây của Nam Bộ có nơi có mưa vừa mưa to kèm theo dông lốc xoáy và gió giật mạnh. Tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trời lạnh vào đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, cao nhất là 24 đến 27 độ, riêng với Hòa Bình là 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 85 đến 87%. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng nhẹ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho tới khoảng 19 độ, vùng núi thì có nơi dưới 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, độ ẩm 78 đến 84%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía Nam có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Tại phía Bắc thì có mưa ở một vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 cho tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất là 25 đến 27 độ và độ ẩm là 80 đến 90%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất là 26 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 87 đến 92%. Tây Nguyên mây thay đổi đến nhiều mây, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 cho tới 21 độ, cao nhất là 29 đến 31 độ và độ ẩm là 82 đến 87%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất là 30 đến 33 độ, độ ẩm trung bình 82 đến 88%. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.